ngày mai là cuối tuần rồi, hãy lăn vào bếp cùng nhanh mà ngon đi nào. Đầu tiên sẽ là một món ăn chơi ngon lành, mì cuộn tôm chiên giòn. Cả nhà mình đã ai thử qua mì không chiên vlog này chưa? Chỉ cần nấu trong nước đang sôi 2 phút. Tiếp đó cho vào nước lạnh rồi vớt ra để ráo. Giờ thì khéo léo quấn mì quanh những con tôm đã lột bỏ. Thả cuộn tôm vào chảo ngập dầu. Chiên cho đến khi tôm vàng giòn. Để món chiên không bị ngắn thì hãy chuẩn bị thêm một ít sốt chấm từ mayonnaise, tương ớt, tỏi băm và một ít nước cốt chanh. Nêm nếm chút muối, tiêu, đường cho đậm đà vừa vị. Khuấy đều cho tất cả hòa quyện vào nhau. Chị Thái Hòa nói rằng nước sốt này bắt tôm lắm đấy nhé. Một chút sốt chua cay, một con tôm vỏ ngoài giòn rụm, bên trong ngọt chắc. Một ít cà chua bi, lại thêm xà lách, bắp cải. Một con rồi lại một con nữa, ăn chơi mà no bụng lúc nào không hay. Cả nhà bạn có thích phở không? Nếu có thì hãy cùng chị Thái Hòa làm món phở áp chảo bò nấm nha. Thịt bò thái lát mỏng, ướp với chút tiêu, muối, dầu ăn và tỏi băm nhuyễn. Trộn đều cho bò thấm đẫm gia vị. Tiếp đó xào bò với một ít hành tây. Lần lượt cho cà rốt, nấm linh chi và nấm đông cô vào chảo xào. Thêm cải thìa, ớt cắt sợi, nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Cho bò vào xào nhanh tay. Với phần bánh phở, đầu tiên nấu phở trong nước sôi 2 phút. Vớt ra xả nước lạnh rồi để cho sợi phở thật ráo. Cho bánh phở vào chảo, giang đều cho phở tròn đẹp. Áp chảo cho đến khi phở vàng một mặt và kích dính lại là được. Còn chần chờ gì mà không cho phần sốt lên trên đi. Gấp một gấp, bạn sẽ cảm nhận được những miếng phở giòn dài thấm đậm trong nước sốt đậm đà, xen lẫn là rau củ ngọt ngọt và thịt bò thơm ngon. Càng ăn thì lại thích mê. Hãy cùng thưởng thức bằng mắt hai món nhanh mà ngon ngày hôm nay để làm động lực cho thử thách cá nhân nào. Bây giờ sẽ có một câu hỏi có đáp án nằm trong clip mà chúng ta vừa xem. Thành viên nào trả lời đúng câu hỏi này thì mang về một năm sử dụng miễn phí sản phẩm từ Ace Cook Việt Nam. Hãy ăn hết một miếng chanh, sau đó đọc lại toàn bộ câu đó kèm với cái ô trống chấm 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 vừa rồi. Đọc lại toàn bộ câu đấy à? Đọc lại toàn bộ câu đó hả? Ok. Chứ nhiều. Không phải là mình nói chọn ABC rồi. Không, chọn ABC chọn hên xui hả? Hãy nghe và nhớ. Lần lượt cho cà rốt, nấm linh chi và nấm đông cô vào chảo xào. Thêm chấm chấm chấm, ớt cắt sợi, nêm nếm gia vị cho vừa ăn. A chấm 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 sẽ là cải ngọt, B chấm 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 là cải bó xôi, C chấm 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 là hành tây và D chấm chấm là nấm hương. Bắt đầu. Hai, đứa nào trước ra? Rồi, chị Dân đã cắn xong. Lần lượt cho cải tay rồi đó Dân. Nấm linh chi và nấm đông cô. Nấm đông cô lành quá. Cải bó xôi, ớt, ớt cắt sợi ha. Đúng rồi. Rồi, em chỉ nhớ nhiều đó. Rồi, người tiếp theo. Là thai đúng rồi. Người tiếp theo là em hả? Rồi, lần lượt cho bí đỏ. Tôi tự chế thêm nữa. Đâu ra vậy? Lần lượt cho ớt chuông xanh. Ớt, cái món gì? Em đang đọc món gì vậy? Nấm linh chi, nấm đông cô.
nấm linh chi và hành tây. Món gì vậy trời? Là em chọn đáp án C. Rồi, nêm nếm gia vị cho nó thơm ngon. Rồi, là bỏ C vô với lại nếm gia vị nữa. Em nên chọn phương án C. Rồi, ai nữa? Cắn đi, cắn đại đi. Đại đi, đại đi, đại đi. Rồi, rồi. Rồi, để biết rằng lần lượt cho cà rốt, lần lượt cho chanh, thích cà rốt. Cà rốt. Nấm đông cô. Nấm linh chi. Nấm kim chi. Nấm linh chi. Nấm linh chi. Ủa, có nấm linh chi nữa hả? À, và nấm hương, ớt cắt sợi. Rồi. Và nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Và nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Rồi. Đó. Có ai có ý kiến gì khác? Còn bộ đáp án đúng rồi. Anh đang gì à? Cải ngọt. Rồi cắn luôn rồi. Cắn rồi. Rồi quên. Lần lượt cho cà rốt, nấm linh chi, nấm đông cô và cải ngọt, ớt sắc sợi, nêm nếm gia vị. Ôi ngon quá. Ai nữa? Thôi là mà anh bốn câu rồi. Bỏ đáp án mà tôi có cách chấm điểm của riêng tôi. Ai có muốn trả lời không? Trời ơi, chưa quá. Lần lượt cho cà rốt. Đúng. Nấm linh chi, nấm đông cô. Nấm linh chi, nấm đông cô. Cái gì, hành tây. Đáp án là chọn là hành tây. Dạ, hành tây. Rồi thêm cái gì á, ớt cắt cắt sợi. Rồi, xong rồi nêm nếm gia vị cho nó vừa ăn vô. Vậy là em với anh Jun là chung một đáp án. Em không trả lời hả? Em chọn nấm hương rồi đó. Em chưa đọc mà. Đọc luôn, phải đọc luôn. Chua chua. Lần được cho cà rốt, nấm linh chi, nấm đông cô. Đáp án là nấm hương, ớt cắt sợi. Ớt cắt sợi. Sau đó nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Rồi, ai chọn nấm hương? Hai người là chọn nấm hương, hai người chọn hành tây, một người chọn cải ngọt và một người chọn là cà bó xôi. Thì để về nhớ thì không ai nhớ đúng hết. Cho nên mình không bàn tới vấn đề đọc đúng nữa. Mình bàn tới đáp án. Ở đây có một người duy nhất chọn đúng đáp án. Rồi, vậy là xong rồi. Bên đây rồi. Một năm sử dụng sản phẩm đến từ Ace của Việt Nam đã thuộc về ca sĩ. Chi Dân.